Kính thưa, xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Cơ hội đổi đời. Thử thách rất là cam go, thử thách rất là nữa là phải có sức khỏe thì mới có thể vượt qua thử thách đó. Mà quý vị biết là Long bây giờ là sức khỏe thì không có được tốt lắm, cả đi hát 2-3 ngày liên tục thức đêm, rồi là sáng đi máy bay tới chưa kịp ăn sáng luôn là nhảy vô làm chương trình thử thách luôn. Cái gọi là cái vận động nó quá sức của Long, nó mệt, nó bần thần. Làm xong rồi cái là tự nhiên ngồi đó nghĩ là mình lớn tuổi rồi, mình nhớ lại những cái giai đoạn mà lúc còn trẻ đó, sung sức dễ sợ, làm gì có chuyện mà làm xong một cái thử thách rồi ngồi thở không có. Giờ ngồi thở xong lên nằm trên giường nó ngủ, mà ngủ được 7 điểm sau nó nhức, nó mỏi, trời, hai cái giò nó mỏi cứng hết trơn, rồi đã dậy hai cái tay nó đuối xách cái giỏ đó, ở trong đó là cái giỏ đó, nhưng mà không làm phải trên 10 tiếng, mà ôm cái giỏ đó mà chạy vòng vòng chợ gì gọi là chợ nhà lòng ba hoặc quá trời đó. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cũng rất là vui vì là đem về lại được 19.040.000 cho anh Kiệt. Còn thứ hai bà kia sao? Mấy người kia làm không có hết sức, còn tôi là có nhiêu sức tôi chơi hết. Anh nữ là kiếm được 19.040.000. Hy vọng là cái dòng kế tiếp nữa là Long sẽ hết mình luôn. Dù té xuống, dù có gục ngã cũng phải ráng kiếm cho được thêm vài chục triệu cho anh Kiệt. Không làm thôi, làm phải làm tới. Chứ để mình làm tới rồi cái anh Kiệt là không có tiền, anh trả nợ. Đau. Bây giờ mình nói đến An Giang thì tội nghiệp cho Long với Long ở An Giang. Mà An Giang thì muốn gì sự nghiệp, vì muốn dành cái gì đó cho cái người mình đang muốn giúp. An Giang bạn đang dễ thương chứ không phải An Giang lú lăng. Thôi Long nghĩ đi, game show thì ai cũng có thể chơi được, nhưng mà chơi với một cái tâm niệm, chơi một cái gọi là một cái ý thức là chúng ta đem lại một cái niềm vui, một cái niềm hạnh phúc cho một người khác. Như trong như chương trình thì Long cũng đã nói rồi, mình làm phúc cho mình có thể mình làm phúc, mình làm từ thiện thì mình hưởng được một cái phần phước nào đó của trời Phật cho mình. Nhưng nếu mà mình kéo theo được nhiều người làm phước nữa thì đó mới là một cái phước báo mà trời Phật sẽ cho mình nhiều hơn. Còn này, mình đã làm được một cái điều mà giúp cho những cái người mà cơ nhỡ, nghèo khổ như anh Kiệt mà quý vị đã xem. Chỉ có cái số tiền rất là nhỏ, đối với Long thì số tiền nhỏ, nhưng đối với anh Kiệt cả một gia tài. Thì tại sao mình không có đem hết cái sức của mình ra để mình giúp cho anh? Long hứa với Long là nếu như là trong chương trình mà nếu mà không có làm được, không có đủ tiền để mà, tại vì chương trình ép quá đưa ba con khỉ già ra, trời ơi, Kim Tử Lâm cũng già rồi, Cát Phượng cũng lớn tuổi rồi, Hồng Sơn thì cũng coi như là cựu của bóng đá rồi, mà đem ra thử thách thì quá trời, không có một cái bạn nào trẻ trẻ nên còn đỡ đần con này. Thì Lâm nghĩ nếu mà rủi mà không có được tiền thì mình cũng sẽ cố gắng mình móc tiền hồ bao ra để mình giúp bạn. Nhưng mà cũng may là trời Phật thương, đến giờ phút này thì anh cũng được, nếu hôm đó không làm chắc phải là khoảng chừng gần 40 triệu rồi. Thì nếu mà cái dòng cuối này Long rồi Phượng với lại anh Sơn sẽ cố gắng kiếm cho anh, để anh có một số vốn anh làm. Rất là cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn nhà tài trợ đã tạo một cái chương trình như thế này, một cái chương trình rất là ok, rất là nhân văn và đem lại cái niềm vui cho bà con nghèo ở miền Tây. Đó là cái điều mà anh em nghệ sĩ Như Long rồi các vợ anh Hằng Sơn sẽ cố gắng. Và Long cũng kêu gọi anh em nghệ sĩ, ai mà xem chương trình này qua rồi thì hãy tham gia chương trình để có được một cơ hội mình có thể mình tạo một cái niềm vui cho một người mà đang gặp khó khăn. Đó là niềm hạnh phúc lớn. Anh là ngoài đời anh như vậy, anh là ngoài đời anh như vậy, sống ở đâu?
Mỹ lâm sàng cũng được, ở Việt Nam lâm sàng cũng được, lâm đi tới một cái nhà gia đình đó nghèo giàu hay bất cứ đâu thì lâm cũng đều hòa nhập. Đối với anh thì game show nó không phải là một trò chơi. Đối với anh, game show không phải là một trò chơi đối với anh, mà nó là một nghệ thuật, nó là một cái bản lĩnh khi bước vào một chương trình game show. Tại vì ngoài cái thử thách, ngoài cái ban tổ chức đưa ra một cái tiêu đề, một cái tiêu chí của chương trình, thì người nghệ sĩ họ phải hiểu và họ phải làm sao để đáp ứng đúng cái tiêu chí mà ban tổ chức cũng như là đài truyền hình đưa ra, thì bắt được cái nhịp đó mình mới làm. Chứ không thể nào ban tổ chức đưa ra một cái chương trình vui, một chương trình cần có tiếng cười mà vô cái mặt như là đưa đám gì đâu có được, hoặc là vô nghiêm nghị, vô giống như là ta đi ngôi sao đâu được, hoặc là một cái chương trình cần phải có cái sự nghiêm túc, phải có trí tuệ và phải có được một cái gọi là kiến thức để tham gia chương trình và để nói, thì mình cũng phải lục lại trí tuệ, lục lại kiến thức của mình để mình tham gia chương trình đó. Chứ không thể nào chương trình nào cũng đem tiếng cười và chương trình nào cũng đã lố lăng được. Long thì sau bao nhiêu năm làm nghề, thì khi mà làm chương trình game show, Long đã nói Long không xem đó là một cái game show, là một trò chơi, mà nó là một nghệ thuật. Vì vậy cho nên là khi Long tham gia, Long chơi hết mình và Long làm hết mình. Thế là đúng.